Nhã Phương rạng rỡ ở cuối thai kỳ, chụp ảnh kỷ niệm cùng chồng con. Nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Trường Giang và Nhã Phương thực hiện bộ ảnh đặc biệt có sự xuất hiện của con gái. Đây cũng là bộ ảnh đánh dấu cột mốc gia đình cặp đôi sắp đón thêm thành viên mới. Trưa ngày 25 tháng 9, diễn viên Nhã Phương đăng tải một bộ ảnh gia đình trên Facebook cá nhân kèm chia sẻ. Mới đó mà đã 5 năm, mẹ Bi về chung nhà với ba tí. Cảm xúc cứ như mới ngày hôm qua thôi, cả nhà ơi. Đây là bộ ảnh đặc biệt cặp đôi Trường Giang Nhã Phương thực hiện nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, đồng thời đánh dấu cột mốc gia đình cặp đôi sắp đón thêm thành viên mới. Nhã Phương cho biết trong bộ ảnh này, gia đình cô chọn quần áo có màu sắc nhẹ nhàng cùng tông nhằm tạo cảm giác ấm áp, bình yên, gần gũi, lột tả những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình. Đây cũng là lần hiếm hoi Nhã Phương chủ động giới thiệu hình ảnh con gái đến người hâm mộ. Qua ảnh có thể thấy con gái Trường Giang và Nhã Phương lớn phỏng phao, cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả cha lẫn mẹ khi sở hữu đôi mắt to tròn gương mặt đáng yêu bộ ảnh gia đình của nữ diễn viên thu hút sự chú ý của công chúng nhận về nhiều lượt yêu thích và bình luận từ cộng đồng mạng trong đó nhan sắc của nhà phương nhận về nhiều lời khen dù đang ở tháng cuối của thai kỳ tăng hơn 8 kg nhưng nhà phương vẫn tươi tắn rạng rỡ thậm chí nữ diễn viên cần được khen nhuận sắc hơn ngày trước sau khi công khai mang thai nhóc thị thứ hai vào tháng tư Nhã Phương luôn hoạt động rất năng nổ trong showbiz. Cô thường xuyên dành thời gian tham gia các sự kiện và luôn gây chú ý mỗi lần xuất hiện. Không chỉ vậy, nữ diễn viên cũng thoải mái đăng tải những hình ảnh, clip về gia đình nhỏ và cuộc sống đời thường lên các nền tảng mạng xã hội. Nhã Phương cho biết khi mang thai, cô được Trường Giang chiều chuộng, yêu thương nên cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Cô cũng cho biết bản thân không cảm thấy mệt mỏi và còn có thời gian để tận hưởng cuộc sống và vui chơi với bạn bè